Quý nhà xin bên chào quý cô bác anh chị em Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. Tối ngày hôm nay thì quý nhà sẽ kể cho mọi người nghe về một cái câu chuyện mà tưởng chừng như là Phía bên gia đình của cờ Khi mà bước chân ra khỏi nhà của cô ca sĩ á thì sẽ có một cái cuộc sống ấm êm Và ta nói ra cuộc đời nó nở bông, nở hoa, nở tung tóe Nở hơn khi ở nhà của cố ca sĩ chứ cũng giống như là hơn hẳn những người con nuôi của cố ca sĩ chứ ai về đâu ta nói không à. nó trớt quớt mọi người ơi hãy nhìn thiên ngân đi hãy nhìn tuyết nhung đi quỳnh trang đi nhìn đi để mà cho đỡ ghiền bởi vì sao đứng bằng cái thực lực của mình đi bằng cái đôi chân của mình ta nói bây giờ nó mướt mày mướt mặt đi đâu ai cũng khen Đi đâu ai cũng thương, đi đâu ai cũng thích Còn bản thân của cờ thì sao? Ta nói nguyên cả một cái gia đình từ trên xuống dưới từ cha lẫn mẹ không bao giờ lo lắng cho con của mình Tưởng đau là họ tu tâm dưỡng tánh Tưởng đau rằng là bị tâm thần nhẹ Rồi họ sẽ tích đức để lại cái phước cái đức cho con cho cháu của mình Nhưng rốt ráo rằng là bây giờ cái sự việc nó đã quá là rõ rành rành Bắt ba với lại chưa bào ớn tới tặng cổ rồi mọi người ơi Mọi người biết làm sao không? Hôm bữa là bố của cờ Ta nói nhậu bác ta là nhà Mà không biết vui sướng ở trong lòng cái kiểu gì hay là đang khổ tâm khổ sở vì không có công an việc làm ổn định Rồi gia đình bắp bên cãi cỏ ta nói cơm không lành mà canh không ngọt Đến bây giờ nè, Đi sinh việc người ta không có cho Rồi ta nói à, nhậu nhạt đêm khuya Rồi mà phá quậy quán của người ta Để cho người ta phải báo cơ quan chức năng xuống Gô cổ lên uống nước trà Ngồi hàm đảo ở đâu trên đó Cái à, xong rồi mọi người biết làm sao không? Cũng dữ dội lắm nha, bản thân của cờ cũng biết cách để mà lựa lọt, để mà chạy chọt cho bố của mình lắm nha. Trời ơi, cờ nhờ ai về cờ, Ta nói nhờ ai chứ mà nhờ chú Bào là xong rồi Bởi vì á chú Bào quê độ Chú Bào đâu có nghĩ rằng là bố mẹ của cờ Bác tè đến cái mức độ như vậy Ta nói nó ê chè mặt mũi ở đâu nữa Trời ơi bao lâu nay á Tưởng đâu là gia đình của người ta là thùng nông thật sự cơ Nhưng mà rốt ráo rằng là Không có phải thùng nông đâu mọi người ơi Gia đình của họ ăn chơi có tiếng ở Sài Thành luôn đó Mèn đát ơi Mình không có dám tin vào cái lỗ tai của mình luôn á Nhưng mà buộc lòng là phải tin Bây giờ mình mới thấu được cái cảnh rằng là ngày xưa Khi mà cô ca sĩ sống chung với cả gia đình của cỡ Cô ấy phải áp lực đến cỡ nào Cô ấy phải gồng mình đến cỡ nào để chịu đựng rồi bây giờ đó hang về với lại bác ba với lại chú bào á không ấy ý ới họ để họ nuôi cả gia đình của mình luôn đi cờ À, rồi à, em hãy nói với họ rằng là những cái khoản tiền mà bố mẹ của em nợ nần hay là chị gái của em nợ nần không ấy là chú bào rút tiền túi ra trả luôn đi em rồi à, chưa kể rằng là hả những cái vấn đề mà liên quan đến tiền học phí thế này thế nọ của em á, thì em hãy cố gắng để mà ý ới để mà bòn mà rút của chú đi thử xem rằng là em có bòn rút được không ta nói chỉ có cố ca sĩ thôi cô ấy nhắm mắt lại coi như không biết chuyện gì dù mình biết rõ tường tặng nhưng cô ấy vẫn chấp nhận bởi vì cô ấy thương em cô ấy nghĩ rằng là nếu như mình buông tay em ra thì cuộc đời của em đâu có còn gì nữa và có ai đâu mà dám chịu đựng cả một cái gia đình của em ta nói từ trên xuống dưới nó làm gì có cái miếng nóc nào hết em mình đã nói ngay từ đầu rồi là gia đình của họ lúc nào cũng đóng trong một cái bộ phim được gọi là con nhà nghèo và cuộc sống lam lũ ở dưới miền quê chứ nhưng mà họ lại là những người rất là sành sỏi trong cái vấn đề ăn chơi và là những người rất là rành rọt trong cái vấn đề được gọi là nịnh bợ ta nói ngày xưa sống trong nhà của cô ca sĩ một tiếng cũng chị ơi hai tiếng cũng chị ơi một tiếng cũng mẹ ơi hai tiếng cũng mẹ ơi xong rồi á ẩm được cái số tiền là bay bất biến ra khỏi nhà của cô ca sĩ liên không quay lại để mà thấp cho cô ấy một nén nhang rồi đó thầy thử hỏi mọi người rằng là đó là những người biết ơn biết nghĩa biết tình đó hả những người mà sống nặng tình nặng nghĩa đó hay là sao trời ơi còn bây giờ á khi mà xa cơ thắt thế rồi á thấy chú bào nhiều tiền bám víu vào chú bào để làm gì ạ à? trời ơi để nâng bốc chú bào lên À để giả khổ rồi à, để giả cái hình ảnh được gọi là lam lũ chân chắc thật thà thế này thế kia chứ nhưng mà bữa nay là chú bầu chú đã tháo hết rồi màn đát ơi trong cái đêm hôm đó trong cái đêm mà bố của cờ đi lên trên cơ quan chức năng ngồi uống nước trà thì chú bầu chú cũng đã biết tượng tặng cả rồi hỏng ái á đây sẽ là một trong những cái nguyên nhân vì sao mà đến bây giờ cờ không có mặt trong cái live show, trong cái show diễn của tháng 3 này luôn đó mọi người ơi. Ta nói không có cái lý do gì mà được gọi là cái lý do riêng tư. Vì bản thân của cờ bây giờ đang ở nhà và đang canh giữ bố mẹ của mình chứ thả ra một cái là phần bố bố đi mà phần mẹ mẹ đi đi ra ngoài hà nội đâu có yên tâm đâu trời ơi đi ra ngoài hà nội thì ở đây còn làm biết bao nhiêu là cái chuyện động trời nữa cho nên rằng là hồi ngày xưa toàn là cố ca sĩ dạy bảo cho cờ không toàn là cố ca sĩ giúp đỡ cho cờ không, còn gia đình của cờ thì chỉ biết ăn trắng mặt trơn, ăn sung mặt sướng, chỉ biết bo bo giữ cho bản thân của mình. Rồi bây giờ đó mọi người thấy đi, người mất thì người ta cũng đã mất rồi, còn người ở lại thì có tốt lên được không ạ? À? Hay là càng ngày càng đi xuống dưới cái đáy sau vật thẳm cũng bởi vì những cái sự tung bông tung hoa, những cái sự được gọi rằng là hoa mẻ của những lời nói ngọt ngào rồi có cánh rồi giúp cho cờ bay bổng lên ngút tận trời xanh, rồi cứ nghĩ rằng là bản thân của mình là idol, là cái người có sức hút cho nên không có coi trọng bất kỳ một ai và cũng không có cần quan tâm đến bố mẹ của mình, tiền kiếm được cái ta nói bỏ vào thẻ hết, tiền kiếm được là gửi sổ hết không bao giờ lòi ra một đồng một xu một cắt bạc cho bố mẹ của mình bây giờ nó lam lũ nó khổ đủ bề mới tháo được cái cảnh rằng là ngày xưa sống trong nhà của cố ca sĩ sung sướng đến cỡ nào trời ơi là trời cuối cùng trung quy tóm lại cũng là cố ca sĩ khổ thôi mọi người ơi tự nhiên ở đâu không không giúp cho người xong rồi hả làm ơn mà mắc oán giúp cho cả một cái gia đình được gọi là bội bạc và bạc nghĩa đến như vậy ông trời ông có mắt lắm ông nhìn nóng tháo hết trơn hết trọi bây giờ cái sự thật nó vỡ lẽ nó bung bét lên cả rồi ai ai cũng đều biết rồi có khi mình nói như thế này nè nhưng mà có rất là nhiều quý cô chú anh chị em cũng biết được cái nơi ở của cờ và họ cũng là cái người chứng kiến được tường tặng cái câu chuyện trong gia đình của cờ cũng nên nó mọi người ơi cho nên rằng là đây là những cái câu chuyện không có hề bịa đặt đây là những cái câu chuyện được gọi là có một cái thông tin mặt đó. Và đương nhiên rằng là nếu như bản thân của cờ Mà là cái người làm đúng Sống không có lỗi, không có khoái với bất kỳ một ai Thì tất nhiên rằng là những cái điều mà em cảm thấy sai khoái đối với gia đình của em thì em phải lên tiếng em đính chính thôi nhưng mà đằng này thì sao ạ à? em im lặng mà có nhiều cô chú anh chị em đang bị giắt mũi trong cái câu chuyện này cứ lúc nào cũng nói rằng là im lặng như vậy là khôn ngoan là lanh là biết đến cái tình cái nghĩa là biết để cho cố ca sĩ à, thế này thế nọ thế lọ thế trai trời ơi là trời bản thân của cờ không có nghĩ tới ai đâu mọi người ơi chỉ nghĩ bo bo cho bản thân của mình thôi mà cái vấn đề gia đình của mình nó rõ ràng rành như băng ngày vậy đó bây giờ đâu có dám lên tiếng nói nói thì sợ lộ tẩy hết nói thì sợ quý cô chú anh chị em mạnh thường quân người ta nắm được cái thốt người ta đòi lại tiền rồi làm sao trả lại được bởi vậy nên ta nói im đi mà coi như là giả điếc giả ngơ vậy đó chứ thật ra bản thân của cờ điêu ngoa dễ sợ lắm nha mọi người không phải đơn giản giống như là các bạn đang nghĩ đâu à, chung quy tóm lại là cả một cái gia đình ta nói từ trên xuống dưới đó, ăn chơi chỉ biết đàn đúng chỉ biết lúc nào cũng có tiền để tiêu xài thôi còn cái vấn đề mà kiếm ra tiền thì không bao giờ quan tâm còn cái vấn đề mà lo cho con họ ăn học á thì càng không bao giờ có bởi lẽ cố ca sĩ lo lắng lắm thương cho cờ là thương ở cái điểm đó chứ cờ có mấy năm tiền đâu mà bày đặt còn nói rằng là cố ca sĩ lẽ hạnh lợi dụng vào cờ thế này thế kia 18 người giống như cờ cố ca sĩ cũng không cần luôn đó ba mươi mấy năm danh tiếng của cô ấy cũng ngon ơ ngọt ớt rồi chứ đừng có nói gì mà cần đến cái danh hiệu được gọi là gắn cái mát thế này thế kia của cờ chung quay tóm lại mình nói về cái câu chuyện này không phải rằng là mình lo lắng cho cờ hay gì tại vì đối với mình á thì em có ra sao hay là gia đình của em như thế nào hay là em có tẩm quốc mẹ em đến cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng không có quan tâm cái quan tâm của mình ở đây á, là một cái người sai thì phải lên tiếng và đến chính cho cô ca sĩ em chẳng lẽ em thua một đứa con nít một đứa con nít nó còn biết đứng lên khi mà nó sai khoái thì nó còn biết xin lỗi mà còn bản thân của em năm nay là đã 19 tuổi rồi Không có cái lý do nào mà em gieo ra những cái câu chuyện thiêu dệt Rồi em coi như là em không có hề biết cái điều gì cả Em ngơ ngơ ngớt ngớt rồi em đi đổ lỗi em vu vạ cho người này người kia Mà bản thân của em thì ta nói sống giỏ tệ hả bây giờ đó mới tháo được cái cảnh rằng là về với lại bắt ba với chú bào dám ý ớ không Trời ơi người ta biết rõ tường tặng mồ một trong gia đình của em luôn đấy người ta biết rằng là gia đình của em như thế nào và ra làm sao bố mẹ của em có phải là thùng nông hay là không đấy nhưng mà họ chả buồn nói đâu em ạ à, vì họ không có đánh giá cao bản thân của em và gia đình của em cho nên em cũng chỉ là một con chút thí để họ có thể là lợi dụng vào thôi hết cái câu chuyện thì người ta sẽ không bao giờ cần đến em nữa đơn giản là như vậy ok cái video của quýnh nhà thì xin kết thúc tại đây mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ an nhiên và nếu thích cái video của quýnh nhà thì các bạn có thể like share subscribe ủng hộ cho cái kênh của quýnh nhà nhé